Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự tại điểm cầu Nhà Diên Hồng. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không đi sâu vào các vụ án chi tiết cụ thể, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao để góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất được các giải pháp phù hợp hữu hiệu và khả thi mỗi chất vấn. Trong phiên họp sáng nay, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án, trong đó 4 trọng tâm đề cập là giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành, công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ, việc triển khai thi hành nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến. Theo chương trình làm việc, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực kiểm sát.